Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Báp Báp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Rừng Than Khóc của tác giả Thục Linh. Ở tập trước thì Thái đã qua đời bởi vì Thái đã lấy đồ ở trong miếu và đã chọc giận thần linh, khiến cho không chỉ Thái mà cả đoàn cũng bị liên lụy nữa. Thái đã phải ở lại nơi rừng sâu và bây giờ cả đoàn đang cùng với nhau thảo luận là có nên đi tiếp hay không, bởi vì họ biết đi tiếp thì sẽ rất là nguy hiểm, nhưng mà tất cả mọi người đều đã dồn hết tất cả mọi tiền bạc vào bên trong chuyến đi này. Nếu như mà bỏ ngang như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ mất trắng hết. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Thôi, dừng lại đi. Đây không phải là lúc gây hấn với nhau. Tất cả mọi người chỉ còn chờ cậu nữa thôi đấy. Cậu đồng ý với việc dừng lại hay đi tiếp? Tôi nghĩ là chắc cậu cũng không còn tâm trạng tiếp tục chuyến đi này đâu. Hùng lên tiếng. Kỳ yên lặng suy nghĩ trong chốc lát. Ai nấy đều khá chắc chắn rằng anh ta sẽ đồng ý với việc quay trở về. Người bạn làm ăn của mình gặp tai nạn mất đột ngột trong rừng, còn chưa thể đưa người về dưới xuôi. Ác hẳn Kỳ sẽ phải sốt ruột trở về lắm. Thế rồi bất chợt Kỳ ngẩng lên, nói quả quyết. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm Ngải Trường Sinh. Sau khi nghe câu trả lời đó, tất cả mọi người còn lại trong đoàn đều phóng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên về phía Kỳ. Tại sao? Cậu Thái vẫn còn nằm ở đây. Anh Đảng buộc miệng nói ra thắc mắc của mình. Kỳ cúi gằm mặt, cất giọng đã khàn đục cả đi. Chúng tôi cũng như mọi người đã dùng hết những gì còn lại vào chuyến đi này rồi. Trên vai tôi và nó cũng là gánh nặng của cơm áo gạo tiền, nợ nần, phải lo cho mẹ già, con thơ. Hoàn cảnh của Thái ở quê cũng còn khó khăn. Để nó có thể yên lòng, tôi vẫn phải tiếp tục chuyến hành trình còn dang dở này rồi trở về lo lót cho gia đình của nó. Như vậy mới đúng theo mong ước của nó lúc còn sinh thời. Ai muốn trở về thì cứ quay về. Tôi lựa chọn tiếp tục. Cả Hùng và Đảng nghe thấy vậy, bất giác thở dài. Vậy là giờ có hai người kiên quyết đi tiếp, đó là Trờ và cậu Ki. Còn cô L thì muốn quay trở về. Anh Đờ thì sao? Anh Đảng ngập ngừng một lát, lại lén nhìn về phía Trinh trong vài khắc rồi đáp. Thực sự thì tôi cũng không còn tiền dắt lưng nữa, vì đã đánh cược vào đây cả rồi. Vì thế tôi cũng hiểu cho ý kiến của Trờ và Ki. Tôi sẽ tiếp tục tham gia chuyến đi này. Bỏ cuộc khi chưa biết kết quả quả thực phí hoài quá. Vả lại, những tai nạn vừa rồi đều là do hai người họ lách luật. Có lẽ chúng ta cứ cẩn thận thì sẽ không sao. Được, vậy là quá bán. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến sâu về phía chân núi để tìm Ngải Trường Sinh. Hùng kết luận. Trời ơi, mạo hiểm quá. Cũng chẳng biết được thế nào. Thôi thì tùy vào số phận vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Lụa cất tiếng rên rỉ. Thôi, cô chịu khó thuận theo đoàn vậy ạ. Biết đâu ở cuối cuộc hành trình lại có thành quả mang về. Bà Lụa khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cả đoàn xắn tay vào thu dọn lều trại, đồ đạc để chuẩn bị tiếp tục khởi hành về phía trước. Trong lúc ấy, Hùng ngồi xuống, tước một vài thân cây dây leo ra, đang thoăn thoắt là một thứ gì đó. Anh Đảng lại gần, cất tiếng hỏi. Cậu đang làm gì thế? Có còn việc gì cần tôi giúp đỡ không? À không, em đang làm chút phép mo. Bây giờ đoàn đi chỉ còn lại 6 người, mà con số chẳng như thế không tốt. Em đang đan thêm một hình nhân, coi như giữ chân số 7 vậy. Anh Đảng đã hiểu ý, bèn gật đầu rồi quay ra chỗ khác dọn dẹp, thu vén. Khi tất cả đã gọn ghẽ xong xuôi, Hùng tiếp tục gọi chim tía để tìm đường đi. Họ vác lên vai những túi hành lý nặng, thậm chí là cả những tâm tư và nỗi lo âu khó diễn tả, rồi lầm lũi đi về phía rừng sâu thăm thẳm. Cả đoàn phân công thay phiên nhau trông chừng cho Kiên. Kiên có vẻ như đã hồi tỉnh lại phần nào. Tuy vẫn còn khá sợ sệt, nhưng nhiều lúc cũng biết im lặng mà bước theo bước chân của những người đi trước. Họ phát quang dây leo, bụi rậm để lấy đường đi. Càng đi, đỉnh núi phía trước mặt ngày càng hiện rõ ra đôi chút. Hùng vừa đi vừa nói. Từ đây có thể nhìn thấy đỉnh núi rõ hơn rồi. Tôi dự đoán chỉ mất 2-3 ngày nữa là chúng ta có thể tiếp cận sườn núi. Vậy thì tốt rồi. Dù sao, cô cũng bắt đầu thấy đuối sức. Bà Lụa cất tiếng, xen lẫn là những hơi thở khó nhọc. Ấy, cô L, đừng nói ra những điều tiêu cực vậy, cứ lạc quan lên, chúng ta sắp tới đích rồi. Hùng quay lại, nói khẽ với bà Lụa. Đường đi bắt đầu có sự gập ghềnh, dốc thoai thoải, nhiều rễ cây gồ ghề vắt ngang dọc, những mỏm đá đang cài khắp nơi rất khó đi. Hùng đi đầu đã bảo mọi người mang gậy ra chống để đi cho chắc chắn. Anh Đảng lúc nào cũng đi phía sau cùng, vừa dìu Trinh, vừa dìu bà Lụa đi qua các khu vực dốc núi đó. Trinh bám lấy anh Đảng, người đàn ông đáng tin cậy nhất trong đám khách nam.
Vết thương trên chân của cô ta vẫn chưa khỏi hẳn nên di chuyển có phần khó khăn. Vậy nhưng Hùng đã hái được một vài lá thuốc trong rừng, đắp lên vết thương cho cô ta để giảm bớt đau đớn. Trên đường đi, thi thoảng cô ta và anh Đảng lại xâm xì trò chuyện gì đó rồi cười nói với nhau. Mùi đất ẩm ướt bốc lên đặc quánh trong không gian, pha lẫn với mùi rêu phong. Bầu trời trở nên âm u hẳn, ánh nắng mặt trời không rọi xuyên qua được những đám mây đen, khiến cho đường đi vào rừng ngày một tăm tối. Chà, có vẻ như lại sắp mưa. Giờ đang vào mùa bão, nhưng thời tiết như vậy thì rêu trác bá mới xuất hiện nhiều. Chịu khó vậy. Hùng cất tiếng. Gần cuối ngày, Hùng mới loay hoay tìm chỗ nghỉ đêm tiếp cho cả đoàn. Anh chọn một mỏm đá lớn, chắc chắn nhô ra trên sườn dốc thoải để dựng trại cho mọi người. Vào ngày hôm nay, Hùng quyết định sẽ làm phép mo giữ ví cho cả đoàn, chứ không chỉ giới hạn ở căn lều của Kiên và anh Đảng như hôm trước. Hùng kỳ công đang chỉ đỏ, lồng chuông và rải muối tinh khắp xung quanh. Vì thiếu hụt người nên cả thảy 6 người trong đoàn chia đều ra ở trong 3 láng lều để đảm bảo số lẻ. Hùng nhận ở với Kiên để trông chừng cho cậu thanh niên này. Ba Lụa ở cùng Trinh và Kỳ bất đắc dĩ phải ở cùng anh Đảng. Anh ta không hề thích cảm giác chung chạ với một người xa lạ. Đêm đầu tiên sau cái chết của Thái đã dần trôi đi như thế. Đêm hôm ấy, trận mưa tiếp theo của cơn bão mùa hè lại dồn dập đổ xuống vùng rừng âm u nặng trĩu phía bắc núi Ngoạn. Tiếng mưa rơi ầm ầm cũng đã lấn át bớt đi phần nào những tiếng động lạ của rừng đêm. Cũng chính bởi thế mà cả đoàn có được một đêm yên giấc hiếm có. Đêm ấy, Hùng quyết định sẽ chỉ thắp đèn dầu trong mỗi căn lều, chứ không thể duy trì ngọn lửa khi trời mưa lớn đến thế. Ai cũng tạm thời không phân công trực đoàn để mọi người có thể hồi sức sau những ngày dài kiệt quệ, cả về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ bởi vậy nên vào sáng ngày hôm sau, ai nấy đều có vẻ tươi tỉnh hơn chút. Riêng Kỳ vẫn chưa giấu được đôi mắt mệt mỏi bởi những nỗi ám ảnh về Thái vẫn đang giày vò anh ta. Cơn mưa tầm tã vẫn đang kéo dài, nên việc di chuyển, ăn uống của cả đoàn có sự khó khăn. Họ phải chia nhóm ra để ăn uống, dọn dẹp trong lều. Đồ ăn dự trữ hết rồi. Bây giờ nước đang lên cao, cũng thuận tiện, nên chúng ta sẽ rẽ qua suối câu ít cá để dùng cho mấy bữa nữa. Hùng nói trong khi đang hạ lều. Cả đoàn tìm về hướng Tây, nơi con suối chảy qua để tiếp tục câu cá. Ba Lụa và Trinh bắt bếp để thổi cơm. Trong khi đó ba người đàn ông vót cần và mắc mồi để câu cá. Kiên có vẻ như đã lấy lại được chút ý thức. Bàn tay vẫn còn nhớ nghề, vì thế nên ngồi buộc lưỡi câu, đính mồi rất khéo. May quá, cậu ca có vẻ bình tĩnh lại rồi. Đêm qua cậu ấy vẫn bị mộng du rồi rên rỉ. Sau này trở về bản, nhờ thầy Mo Ca Tú làm lễ gọi vía về thì cậu ấy sẽ trở lại bình thường. Biết đâu còn kể lại được xem chuyện gì đã xảy ra. Thôi, anh Đờ, trông chừng giùm em cậu ca, rồi hai anh em câu cùng nhau. Em ra đây đang chút áo tơi. Hùng nói, bây giờ trời vẫn mưa nhỏ. Cả đoàn mỗi người chỉ đội độc một chiếc nón lá, còn lại áo ai nấy đều ướt cả. Nếu cứ kéo dài như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của tất thảy mọi người. Vì thế nên Hùng đem chặt những chiếc lá trúc của bụi trúc mọc ven bờ suối để đan những lớp áo tơi mỏng cho cả đoàn mặc. Ba Lụa cũng từng bán hàng xén, học được chút nghề đan nón nên cũng ra giúp cho Hùng. Bà bảo đàn ông như Hùng mà đan được những chiếc áo tơi thế này là quả thực rất khéo. Sau khi câu được vài con cá, anh Đảng còn tìm thấy mấy ụ đất lớn. Trời mưa thấm ướt lớp đất xốp tươi, đào thêm ít củ mài ăn thêm. Cứ mưa thế này, kiểu gì mấy hôm tới cũng có nấm mối và nấm linh xanh để hái. Hùng khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn vương vất sự uể oải. Khi đã kiếm đủ đồ ăn thức uống cho hai ngày, cả đoàn lại tiếp tục khởi hành. Hùng đợi tới khi mưa ngớt, nắng chiếu le lói mới gọi chim tía chỉ đường. Trong ngày có những khi mưa lại đổ xuống như trút nước. Hùng lại bảo mọi người dừng lại, ngồi đợi dưới những tán cây dày. Những chuyến đi rừng dính mưa quả thực vất vả, nhưng họ vẫn phải cố gắng tiến về phía trước. Miệt mài đi tới tận chập tối, Hùng mới chọn ra chỗ cao ráo để dựng trại cho cả đoàn nghỉ ngơi. Vì nền đất ẩm ướt, mưa nhiều nên Hùng không thể rắc muối tinh xung quanh các căn lều. Trời mưa tầm tã càng khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề, ủ dột. Ba Lụa có vẻ kiệt sức đi nghỉ từ sớm. Tuy nhiên, đêm hôm ấy lại tiếp tục có những việc bất thường kéo đến. Như thể rừng già vẫn chưa buông nỗi giận dữ dành cho kẻ cả gan mạo phạm. Đến tầm canh ba, tiếng mưa ầm ầm như thác đổ vẫn đang dội xuống khắp nơi. Đang xen trong tiếng mưa ấy, tiếng chuông phép xung quanh ba căn lều
đột nhiên vang vọng dục dạ. Kỳ, Đảng thức giấc bởi tiếng chuông vang lên rất gần và giọng nói của Hùng vọng lên giữa màn mưa. Này, này, lại có chuyện gì rồi chăng? Anh Đảng ngồi dậy, lẩm nhẩm trong miệng rồi vớ lấy chiếc nón lá, hé cửa lều bước ra không chần chừ. Kỳ thấy vậy cũng bối rối, bèn hé đầu ra xem. Cả ngày đã dầm mưa ướt lướt thước, anh ta không muốn phải ngấm nước mưa thêm nữa. Trong màn mưa trắng xóa đang phủ trước mặt, Kỳ thấy bóng của ba người đang giằng co nhau. Tiếng rên rỉ của Kiên vọng lại rõ nhất, cậu ta đang chúi đầu, gồng mình muốn tiến về phía trước. Trong lúc đó, Hùng và Đảng đang ráng sức giữ cậu ta lại. Cậu ta lại lên cơn mất trí rồi, Hùng kêu lên. Đột nhiên Kiên ngồi sụp xuống đất, mồm rên rỉ kêu khóc, rồi cứ thế dập đầu xuống đất, hai tay giơ lên trời. Lại đi giúp đi. Anh Đảng quay sang hét về phía Kỳ. Kỳ bất đắc dĩ phải luống cuống chạy ra, chạy ngang qua lều của hai người phụ nữ, cũng chỉ kịp nhìn thấy cô Trinh đang hé đôi mắt nhìn ra ngoài. Kỳ quỳ xuống cùng Đảng, ghim tốc độ của Kiên lại. Giữ chặt nó, để tôi lấy xô thơm tẩy uế, Hùng nói rồi đứng dậy chạy ngược vào trong lều. Những chiếc chuông lúc này vẫn đang rung rinh khe khẽ. Kiên không ngừng đập đầu xuống đất, tay cậu ta xoa ra khắp vùng đất xung quanh. Thứ đất đen đã quánh đặt lại vì ướt nước mưa và bùn. Kỳ cảm thấy sức vóc của cậu thanh niên gầy gò này mạnh mẽ khác thường. Anh ta và Đảng phải gắng sức mới giữ chặt được vai và hai cánh tay của Kiên lại. Trán cậu ta đã có vết xước rỉ máu. Kiên tiếp tục rên rỉ khóc lóc, gồng cứng người như một con bệnh thần kinh. Cậu ta trợn mắt trắng dã, lòng đen thi thoảng rảo trong hốc mắt như rang lạc. Kiên bới đất bôi lên gương mặt, nhem nhút hết cả. Tỉnh lại đi, tỉnh táo lại đi nào, anh Đảng kêu lên. Chết, chết, chết mất rồi, phải đi, phải đi. Kiên lẩm nhẩm trong miệng những từ ngữ đáng sợ. Làng, người sinh sống, già trẻ, gái trai, chẳng làm gì sai, họa vô, đơn chí. Kiên tiếp tục nói ra những câu từ rời rạc, chẳng khác nào một túy thi sĩ đang ngâm thơ trong tình trạng không minh mẫn. Đột nhiên cậu ta vùng lên, nắm lấy cổ áo của anh Đảng, đôi mắt mở to trừng trừng rồi hét. Họ chết hết rồi, chúng ta sẽ phải đi theo họ. Hàng, thang khóc, họ đang thang khóc. Tiếng sấm lớn đi đùng xé ngang bầu trời. Ánh chớp lóe lên, hắt sáng gương mặt của Kiên, soi rõ những đường nét tiều tụy trắng bệch, càng khiến gương mặt ấy trở nên đáng sợ và điên dại. Thế rồi Kiên ôm chặt lấy hai tay, lắc đầu liên tục, miệng hét lên. Im đi, đừng khóc nữa. Lúc này Hùng đã đi ra khỏi lều. Trên tay là một ngọn đuốc sáng rực, được che chắn bởi chiếc nón lá. Anh châm bó hương thảo tẩy uế vào ngọn đuốc đó, rồi hơ xung quanh Kiên. Miệng Hùng liên tục lẩm nhẩm những câu chú tiếng Thái. Ví tao ví mày thì ở, ma rừng ma núi thì đi. Đi tận rừng cây núi thẳm, đi ở trên đồi trên núi. Đừng rủ nhau về đây để bắt ví con, ví cháu. Từ từ, tiếng chuông rung rinh cũng dần lặng đi. Tiếng rên rỉ của Kiên cũng nhỏ dần, chỉ còn là tiếng nức nở trong cổ họng. Hùng vỗ mạnh vào vai Kiên ba cái. Cuối cùng, cậu ta giật mình lên vài cái rồi gục đầu xuống, bất tỉnh nhân sự không cần biết gì nữa. Được rồi, được rồi. Hùng thở hắt ra, quỳ sụp xuống cúi đầu. Mái tóc đã ướt sũng nước mưa và vai áo cũng vậy. Hùng ghé vai xốc Kiên vậy, cùng anh Đảng đưa cậu ta vào trong lều. Để tôi trông chừng cậu ấy cho, cậu đi nghỉ tí đi. Anh Đảng nói với Hùng. Hùng có vẻ chần chừ, không yên tâm cho lắm. Nhưng anh Đảng lại bồi thêm một câu. Không sao đâu, cậu là trưởng đoàn, còn phải lo toan tính toán nhiều thứ, cũng nên chợp mắt đi. Hai đêm nay là cậu trông chừng vất vả rồi, giờ để tôi thay cho cậu vài canh. Thôi được, cảm ơn anh, Hùng đáp rồi cùng Kỳ quay về chiếc lều còn lại. Kỳ và Hùng cùng nằm xuống, nói là tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng cả hai đều cảm thấy căng thẳng bởi sự kiện vừa rồi. Hai người đều nhìn chăm chăm lên trần lều, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi xuống lợp bợp. Mỗi khi chuông kêu là có chuyện gì đó phải không? Kỳ cất tiếng hỏi Hùng. Ừ, đó là chuông báo tà. Khi có luồng âm khí mạnh theo chiều gió thổi thì chuông sẽ kêu dữ dội chứ không lanh canh nhẹ như bình thường. Vậy tức là có thứ gì đó quanh đây thật à? Kỳ dậm hỏi tiếp. Hùng thở hắt ra một tiếng, có vẻ như đã rất sầu não khổ tâm. Anh vắt tay lên trán, che đi đôi mắt mỏi mệt. Tôi cũng cảm thấy
có thứ gì đó vẫn đang đeo đuổi chúng ta tới tận đây. Đặc biệt là họ muốn có được ca. Cậu ấy bị bắt mất vía. Đó là điều chắc chắn đã xảy ra khi cậu ấy ở một mình. Lại còn lỡ tay giết mất loài chim quý trong rừng. Ở trong bản chúng tôi, khi vào rừng, rất kỵ động chạm hay giết hại những loài sinh vật thiêng trong rừng. Ví dụ như rắn, mèo rừng, chồn và cả tổ chim. Đặc biệt là những tổ chim bị rơi dưới đất. Dân bản cho rằng khi tổ chim bị rơi xuống đất, thì sẽ có thế lực tà ác nào đó đang lẩn vẩn xung quanh. Không nên sờ động vào để tránh bị ám. Đằng này cô ấy còn giết chim, bắt trứng, nên có lẽ đã bị ma rừng theo. Ghê quá! Vậy cô ấy cứ thế này mãi à? Cản trở cả đoàn. Kỳ lẩm bẩm. Cũng đâu thể bỏ mặc cô ấy được. Dù mệt mỏi, nhưng chúng ta đã quyết định đi tiếp. Cũng gần sát tới sườn núi rồi. Còn một hai ngày nữa là tới đích. Phải gắng lên thôi. Vậy không còn cách nào khác để hạn chế tình trạng này à? Thường thì phải có thầy mo cúng mới cắt âm và xin vía cậu ấy về được. Đó là lý do vì sao tôi mới muốn đưa cậu ấy về sớm để gặp mo ca tú. Còn nếu không, cậu ấy sẽ dễ bị gọi, bị dắt theo vào rừng và lang thang cho tới khi kiệt sức như lần trước. Tôi không biết những con ma rừng theo ám cậu ấy là những ai. Nhưng nếu là ma hay ngải của người dân tộc thì cũng không đơn giản đâu. Trong một số khu rừng thiêng, có những nơi địa linh tốt, được một số vị mo hay người dân tộc sống quanh đây chọn làm nơi luyện ngải. Nếu vô tình đi lạc phạm phải vào đấy, dễ bị hành cho đến chết. Vì thế, nên nếu là hồn ma của những người dân tộc bản địa chết trong rừng, thì hồn ma đó sẽ vô cùng hung dữ. Họ muốn giữ đất của họ và có oán niệm khá độc địa. Bây giờ, điều quan trọng nhất là giữ cho cậu ấy không bị dẫn dụ, an toàn cho tới lúc ra khỏi rừng già. Kỳ im lặng không nói gì. Điểm kết của chuyến đi dường như mờ mịt không thể thấy rõ. Giả như chúng ta mang theo ít nông sản nữa, có thể cúng thí thực xin họ, nhưng giờ miệng ăn còn chẳng đủ. Hùng nói nốt, những tiếng cuối cùng nhỏ dần. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, cả hai chìm vào giấc ngủ cho qua đêm dài. Trong lòng Hùng vẫn cứ mãi thấp thỏm sợ những sự kiện kinh hoàng lại tiếp tục diễn ra. Ngày hôm sau, cả đoàn lại thu dọn để tiến sát hơn về sườn núi. Trời vẫn mưa tầm tã và ngày một to hơn. Hùng muốn trụ lại tới khi bão tan, nhưng thiết nghĩ cả đoàn đều đã kiệt quệ, lo lắng về tinh thần nên anh không muốn kéo dài chuyến đi thêm nữa. Anh cần phải sớm đưa Kiên trở về bản. Hùng đứng dưới tán cây lớn, xoa thuốc ra tay để gọi chim tí như mọi ngày, nhưng hôm nay không còn thấy con nào bay tới. Có vẻ là do mưa bão quá lớn nên chúng đã tìm chỗ trú ẩn. Hùng đành phải đi theo cảm quan và chiếc la bàn trên tay. Nhìn theo hướng sườn núi đã hiện rõ ràng phía trước mà tiến tới. Khi đi đâu được độ một canh giờ, Hùng nghe thấy tiếng sáo động. Có tiếng ầm ầm như thác đổ. Những tán cây rậm rạp, trùng trùng lớp lớp đằng xa cũng có vẻ như lay động. Chà, có việc gì thế nhỉ? Mưa lớn mấy ngày, chỉ sợ sạt lở đất thôi. Hùng lẩm bẩm trong miệng. Đoàn, anh tìm ngay một mỏm đất cao, trống trải, rộng rãi, đưa cả đoàn lên trên đó. Bà Lụa leo lên bằng sự khó nhọc. Cái chân đau cũng cản trở Trinh leo lên trên dốc đá mấp mô. Anh Đảng và cả Hùng phải chọi chân đứng sau cho thật vững để dìu từng người lên. Vừa tới nơi, Hùng bảo mọi người ngồi nghỉ ngơi rồi đi thám thính ở phía trước. Tôi thử trèo sang bên dốc núi bên kia xem sao. Xem phía trước có vấn đề gì cản trở không. Đường đi theo hướng nào là thuận tiện nhất để tránh những thiên tai bất chợt. Chúng ta gần tới đích rồi. Chỉ cần tới được sườn núi đằng kia là tới cực bắc của núi Ngoạn. Có thể Rêu Trác Bá và Ngải Trường Sinh cũng rải rác đâu đây thôi. Thế nhưng mưa như vậy, chưa thể gọi được chim tía. Mọi người ở yên tại chỗ đợi tôi một lát. Đợi mưa ngớt, chiều nay chúng ta lại tiếp tục di chuyển và kiếm thêm đồ ăn. Mọi người hứng nước mưa vào các ống tre để dự trữ nước uống đi. Đã rõ rồi. Anh Đảng đáp để Hùng yên tâm đi. Hùng mang theo dao phay, đồ đánh lửa, dây thần, đèn đuốc rồi mau mắn leo xuống. Dù chuyến đi đã kéo dài nhiều ngày nhưng Hùng vẫn còn dai sức. Từng cử chỉ vẫn toát lên được sự khỏe khoắn nhanh nhẹn, rắn rỏi của con người vùng cao. Mọi người tựa lưng vào sát sườn núi, nương bóng những loài cây mọc nhô ra từ núi đá, tìm kiếm chút sự khô ráo trong suốt mấy ngày dài. Quần áo cũng chẳng thể kịp khô. Thấy bà Lụa vắt tạm đống quần áo giặt ngoài suối lên các nhánh cây, Kỳ cũng nhanh nhẩu làm theo. Trong khi đó Kiên ngồi co ro trong một góc, gương mặt đề phòng hướng ra các phía. Đảng và Trinh ngồi gần đó, lại xì xầm trò chuyện. Đảng còn khéo léo lấy nước và ít muối rửa vết thương cho cô ta. Hùng vừa đi được một lúc thì tiếng ầm ầm như pháo nổ dội lại từ phía đằng trước và kéo theo là tiếng ầm ầm ngày càng gần hơn. Ở trên mỏm đá cao này,
Cả đoàn có thể phóng ánh mắt ra xa để quan sát. Kỳ nhìn thấy một số thân cây bị gãy đổ xuống. Những ngọn cây rung lắc dữ dội. Tiếng chim kêu tan tác cũng bắt đầu dội lên, nghe hết sức bi thiết. Thế rồi một đám bụi mù lan tới như khói tỏa, che phủ bầu không gian trong một màu trắng xám mờ đục. Một đám đất đá tràn ra trảng rừng phía dưới, cho thấy một trận lở đất vừa thực sự xảy ra. Đám đất lở xuống từ sườn núi gần nơi cả đoàn đang nghỉ chân, vung thành một đụn cao tới vài trượng, đè nghiến những thân cây gầy guộc xuống. Ôi, thôi chết! Trinh kêu lên, tay ôm lấy miệng. Anh Đảng vội vàng chạy ra rìa mỏm đá trông xuống. Bà Lụ vội vàng đi theo ngay sau. Kỳ vẫn đứng đó từ đầu, trán nhăn lại, không thốt nên lời. Vậy là xảy ra lở núi thật rồi. Trời ơi, quả thật đen đủi quá. Anh Đảng xoa xoa mớ tóc muối tiêu trước trán. Khổ thân cậu Hùng quá. Đã đoán trước được vậy rồi mà vẫn còn cố đi. Không biết cậu ấy có an toàn hay không? Hay bị vùi lấp mất rồi? Bà Lụa rên rỉ. Anh Đảng có vẻ mất bình tĩnh, chân tay trở nên luống cuống, không ngừng đi đi lại lại. Trời cứ mưa không dứt thế này, rồi sợ lại xảy ra sạt lở tiếp. Trời thì còn đang đau chân, cần được chữa trị dứt điểm sớm. Thằng Ca thì thế kia, giờ lại đến hờ. Mất đi cậu ấy có khác nào như rắn mất đầu. Rồi chúng ta biết làm gì đây? Anh cứ than vãn thế thì giải quyết được cái gì? Bình tĩnh đi xem nào. Kỳ bắt đầu cất lên chút giọng nhừ nhừ khó ở. Một phần vì lo lắng, một phần do mệt mỏi, kiệt sức. Này, cậu đừng có mà dở giọng đó. Cậu cũng cố sống cố chết mà đi tìm thứ ngại đó còn gì. Chúng ta đều như nhau thôi, đang kẹt ở nơi này. Cậu thì hơn gì ai chứ? Cậu đã làm được cái gì cho mọi người hả? Anh Đảng quay sang quạt lại với Kỳ, không còn nể nang mà trút những nỗi ấm ức trong suốt hơn tuần qua lên Kỳ. Kỳ lập tức xứng sổ vào anh Đảng, ánh mắt đã long lên sự tức giận. Cái gì? Anh nói vậy tức là sao? Ám chỉ thằng này vô dụng hả? Bầu không khí dần trở nên căng như chảo. Lúc này bà Lụa mới lật đật chạy tới can ngăn. Thôi thôi, tất cả thôi đi. Giờ cãi nhau được gì? Giờ chúng ta đành đợi thêm 2-3 ngày nữa xem Hờ có quay lại không. Thôi. Đờ, vào xem túi đồ Hờ để lại còn những thứ gì. Có sử dụng được không? Nếu Hờ không quay trở về thì chúng ta sẽ tìm đường ra khỏi rừng. Vậy được chưa? Đảng lừ lừ quay đi, tiến về phía túi đồ của Hùng để gọn trong góc, lục bới ra. Cậu ấy vẫn để nguyên lại một số món đồ phép, la bàn, thảo dược. Thế thì tốt rồi. Chúng ta sẽ sử dụng la bàn, đi ngược về hướng Tây Nam là được. Vì bản làng nằm ở hướng đó, con suối thì chết về phía đông. Có thể ra đó câu cá. Được, đúng là cô vẫn luôn tỉnh táo nhất. Đến tận chiều tối, vẫn chưa thấy bóng dáng của Hùng trở về. Cả đoàn hun nốt ít thịt lên ăn cơm rồi dựng lều. Kỳ vẫn còn hậm hực từ chiều nên dù có nỗi sợ hãi trong lòng nhưng anh ta vẫn quyết nằm riêng một lều. Họ cẩn thận rắc muối tinh xung quanh ba chiếc lều và xong tẩy uế trước khi đi nghỉ. Mỗi ngọn đèn dầu nhỏ được thắp lên phía bên ngoài cửa lều. Đêm chậm chậm trôi. Lều của Kỳ ở ngay sát lều của Đảng và Kiên. Giữa canh khuya, Kỳ mơ màng nghe thấy tiếng cười khinh khích khe khẽ của Kiên vang lên, rồi dần dần trở thành một tràng cười lớn. Mau yên lặng đi. Tiếng Đảng vang lên đầy bất lực. Tao sắp được cứu, sắp có đứa hay tao rồi. Giọng Kiên vẫn tiếp tục vang lên lạnh băng, nghe chẳng hề giống chất giọng thường ngày của cậu ta. Nội dung của câu nói kéo Kỳ ra khỏi giấc ngủ mơ màng đầy mệt mỏi. Tiếng cười mang dại của Kiên lúc nãy giờ đã im bặt, khiến chính bản thân Kỳ cũng mơ hồ, không biết những gì mình vừa nghe thấy là mơ hay thật. Anh ta thở gấp. Sự thật ùa về bủa vây sau sự mê man mỏi mệt vài canh giờ. Kỳ đang ở giữa rừng sâu, cả đoàn đã bị lạc mất người dẫn đường. Thời tiết không thuận lợi và thiên tai có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Không những thế, có thể còn có những thế lực vô hình đang đeo đuổi họ. Kỳ cảm thấy sợ hãi đến mức các thớ cơ trở nên căng cứng lại. Tuy nhiên càng vào những giờ khắc này, sự bình tĩnh càng đóng vai trò quan trọng. Còn có mục tiêu tối thượng hơn ở phía trước. Dù kế hoạch lần này có thất bại thì Kỳ cũng phải tính đường khác. Vậy nên anh ta hít thở sâu rồi gắng nhắm mắt tìm lại giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, thời tiết lại có vẻ dịu đi. Chỉ có bà Lụa là dậy được sớm.
chuẩn bị cơm nước rồi mới gọi mọi người dậy. Sau bữa sáng, thấy đồ ăn khô mang theo chỉ còn non nữa, bà Lụa mới bảo Kỳ và Đảng. Các cậu leo xuống phía bên kia, tìm đường ra suối câu thêm cá rồi đào thêm ít củ mài, củ sắn được thì càng tốt. Mày ở đây vẫn còn lối xuống rừng. Vậy nhưng Kỳ và Đảng vẫn còn kiềng giận nhau vì vụ cãi hôm qua nên có vẻ chần chừ không muốn đi. Lúc này Trinh mới đứng dậy. Vậy thôi, để tôi và anh Đời đi tìm củ mài và hái nấm. Tôi cũng quen bếp núc, một số loại nấm tôi cũng nhận ra được. Thử kiếm thêm có gì mang về được không? Cũng được. Anh Đảng đáp. Thế tôi sẽ ra suối. Kỳ đáp cục lũng, rồi với lấy cần tần bì và túi móc câu, lấy thêm cái la bàn trong túi của Hùng. Thế chúng tôi đi rừng kiểu gì? Trinh thắc mắc. Thôi, chân em đang đau, chúng ta sẽ đi gần đây thôi, để cho cậu ta cầm đi. Cậu ấy đi xa hơn. Đảng nói rồi dắt tay Trinh đi. Vậy là ba người chia hai hướng, leo dần xuống sườn núi, rẽ ngang sang các lối đi trong rừng để tìm kiếm thức ăn. Đảng cùng Trinh đi xuôi xuống dưới, ra xa hơn khỏi khu vực sườn núi đá. Phải tìm phần nền rừng đất thịt thì mới có thể thấy được dây mài. Ở đây có một số vùng rừng lẫn cả cát đỏ. Có lẽ củ mài ở đó sẽ bột, ngon hơn củ mài mấy hôm trước anh và Hùng đào được. Họ bắt đầu quan sát. Trinh tới mấy gốc cây khô lớn để hái nấm, còn Đảng mò được mấy dây mài nằm vắt ngang trên nền đất. Những tán lá hình bầu dục tỏa ra, hướng về phía ánh mặt trời đang le lói. Đảng cầm chiếc xỉa khoai mài mà anh đã tự vót bằng tre nứa từ mấy hôm trước, bắt đầu lần theo sợi dây thô ráp mà đào xuống. Đảng cứ miệt mài đào như thế cho tới khi chiếc túi mang theo cũng đã dần nặng trĩu. Khu vực này ít người lui tới nên có nhiều mài để đào xới, củ nào củ nấy đều dài và to chắc. Đảng mừng thầm trong bụng vì ít nhất nếu có được từng này lương thực thì việc cầm cự ở trong rừng thêm vài ngày nữa cũng không có gì khó khăn. Đến gần trưa, trời đã tạnh mưa hẳn, bầu không khí có vẻ quang đãng hơn sau mấy ngày mưa bão tầm tã. Trinh cũng hái được một nắm nấm mối và nấm hương mọc lên sau kỳ mưa ẩm ướt. Cả hai quyết định vào chỗ râm mát, khô ráo để ngồi nghỉ ngơi. Đảng ngồi sát cạnh Trinh, lại tiếp tục ghé đầu cùng cô trò chuyện, trải lòng về những sở thích và cả những góc khuất trong quá khứ của cả hai. Trinh có một người tình đã qua lại với nhau từ lâu, nhưng anh ta đi làm xa, lâu lâu mới gửi thư về, làm cô phải chờ đợi trong mòn mỏi. Trinh đợi tới tận khi quá lứa lỡ thì, nhiều mối hỏi tới xin về làm vợ mà cô đều từ chối để thực hiện lời nguyện ước với người mình yêu. Cay đắng thay, cách đây 2 năm, cô tới tận nơi anh ta làm việc thì mới biết được người tình đã âm thầm phản bội và cưới vợ khác từ lâu. Đau đớn, uất hận, Trinh trở về quê nhà và quyết sống một mình suốt đời. Thế nhưng gần đây, tên người yêu bội bạc lại tìm tới Trinh van xin níu kéo cô. Anh ta mắc bệnh hiểm nghèo, không thể chạy chữa được. Người vợ kia đã ruồng bỏ anh ta. Dẫu cho xa cách bấy lâu nhưng chút tình cảm, tình nghĩa vẫn còn, nên Trinh lại mũi lòng, cưu mang anh ta, còn nhận anh ta làm chồng. Tới giờ, cô đành lặn lội lên tận đây để tìm ngải thần, cứu người chồng hờ ấy. Đảng tỏ ý xót thương. Đã đôi lần anh bảo cô không việc gì phải nhọc lòng như thế. Anh trân trọng những người phụ nữ sống trọn vẹn như cô. Đảng khẽ nắm lấy bàn tay đang lấm lem bùn đất của Trinh. Phần đùi của cô phơi ra trăng trắng dưới ánh nắng nhẹ nhẹ. Cảm ơn anh. Em cũng làm vậy cho trọn vẹn nghĩa tình bao năm và để lương tâm không cắn rứt mà thôi. Sau này, nếu xong xuôi cả rồi, em sẽ sống cho em. Trinh khẽ cười. Người phụ nữ thường ngày mạnh dạn kiên quyết là thế, vậy mà những lúc thế này lại dịu hiền biết bao. Đảng không kiềm chế được mà đưa tay vuốt má cô. Bất ngờ thay, Trinh cũng đưa tay nắm lấy bàn tay của Đảng, rồi ghé sát mặt lại gần Đảng và hôn anh. Đảng có chút sững lại trong một giây, rồi mới đưa tay ra quàng qua eo của Trinh mà kéo cô lại. Họ hôn nhau cuồng nhiệt, những chiếc hôn vương vất vị mặn của mồ hôi, vội vã giữa rừng trưa. Tôi cũng thích em. Từ ngày đầu tiên, tôi sợ em sẽ chê tôi. Đảng dừng lại giữa một nhịp hôn rồi thì thầm vào tai Trinh. Trinh cười khẽ rồi ôm gáy Đảng, hôn vào cổ anh. Hơi thở ấm nóng của cô vả vào làn da thô ráp của anh. Đảng thấy cơ thể mình run rẩy, hơi thở anh trở nên gấp gáp. Làn máu nóng rần rật đang chảy nhanh hơn trong huyết quản. Anh đã xa rời hơi đàn bà quá lâu, kể từ khi vợ anh bỏ đi, để lại cho anh đứa con gái nhỏ bệnh tật.
Cơn thèm muốn dâng lên khiến cổ họng của anh có chút nghẹt lại. Đảng bế thốc cô lên, rồi đi vòng ra sau, tìm một nơi trống trải và kín đáo. Xung quanh bao phủ bởi những thân cây dày đặc và các bụi rậm xum xuê. Trinh trên vòng tay anh không phản ứng gì, chỉ khẽ rút đầu vào cổ anh, ra vẻ thuận ý. Đảng đặt Trinh xuống, rồi nhanh chóng cởi lớp quần áo ướt đẫm mưa lẫn mồ hôi nhấp nháp ra. Trải xuống dưới nền đất, Đảng vội vàng cởi đồ cho Trinh, suýt chút nữa dứt đứt chiếc khuy áo của cô. Anh lao vào cô như một con thiêu thân, rút đầu vào nơi chốn mềm mại trắng ngần đang được phơi ra trước mặt. Tiếng rền rĩ khẽ khẽ của cô càng khiến cho Đảng càng thêm phấn khích. Tai anh ù đặc đi, chẳng còn nghe thấy được những âm thanh xào xạc xung quanh. Trong lúc hòa quyện đang nhịp nhàng, đột nhiên cơ thể của Trinh đơ cứng cả lại. Người cô ta không ngừng co giật, trong mắt trợn trắng, làn da dần xám xịt đi. Trời, em sao thế? Đảng hoảng hốt dừng lại, nắm lấy vai Trinh. Thế rồi đột nhiên, Trinh dùng bàn tay bóp thốc vào gáy Đảng ghì chặt xuống. Bàn tay cứng như đá và lạnh cống khiến anh không sao thở được. Khóe mắt Đảng tối sầm lại và dần nhìn rõ sự biến đổi của Trinh. Gương mặt cô tự dưng méo mó đi, trở nên xương xẩu và không còn đường nét như cũ. Trên đầu mọc ra hai chiếc sừng nhọn hoắt. Trong mắt trở nên đen ngòm và thấp thoáng ánh lửa sâu trong đáy mắt. Dường như đó không phải là Trinh nữa. Trinh trong thoáng chốc đã biến mất, thay vào đó là một sinh vật kỳ dị. Nó từ từ đứng dậy, nhấc bổng Đảng lên. Khóe miệng của thứ sinh vật đó rộng ngoác ra tới mang tai, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt và nhễu máu. Hơi thở hôi hám của nó phả ra lạnh toát. Đảng run rẩy sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ta lúc này mới nhận ra mình đang ở xa hơn so với con đường mòn lúc nãy, giữa nơi rừng tối âm u. Thế nhưng giữa ban ngày lại có loài ma rừng quỷ núi như thế này xuất hiện ư? Nó đã dùng cách gì đó để dẫn dụ anh vào nơi này. Chẳng nhẽ anh vừa ân ái với vong ma quỷ? Nghĩ tới đây, Đảng thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Đảng thều thào, cố gắng dậy ra khỏi bàn tay dài ngoằng như gọng kìm của nó. Vậy nhưng sắc vóc rắn chắc khỏe khoắn của một người đàn ông độ tuổi trung niên cũng chẳng thể giúp Đảng thoát khỏi sức mạnh đáng kinh ngạc của loài sinh vật ở trước mặt. Đảng không sao thở được, gương mặt anh trở nên tím tái dần. Nó cười rít lên. Dụ chúng mày ra khỏi hang khó thật, những con mồi tươi ngon vài tháng lại dẫn xác tới một lần. Sự tà dâm bệnh hoạn trong sâu thẳm tâm hồn đã kéo mày đến với tao. Loài người cũng bỗng thiếu chẳng khác gì ác quỷ. Mày còn nhớ con bé đó không? Chuyện đồi bại mày làm với nó, cưỡng hiếp hết lần này tới lần khác để thỏa mãn dục tính thú vật trong con người mày. Còn nhớ tiếng kêu của nó không? Thả ra, phải xin chú thả cháu ra, đau quá mẹ ơi. Con quỷ ngoác chiếc miệng rộng ra, từ trong họng của nó thứ âm thanh quỷ dị vang lên rõ mồn một. Đó dường như là tiếng kêu cứu của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, van xin ai đó tha mạng hết lần này tới lần khác. Tiếng kêu ngắt quãng, lạc cái giọng đi trong đau đớn, xen lẫn tiếng thở dốc rên nho nhỏ trong cổ họng của gã đàn ông đùi bại. Rồi mày xiết cổ nó tới chết, chôn ở đồi đá trắng gần đó, còn ra vẻ an ủi gia đình nhà con bé đó, hỗ trợ tìm kiếm nó nữa. Ở những từ ngữ cuối, con quỷ sảng khoái giễu cợt hài lòng với con mồi tàn ác này. Đây sẽ là món ăn bổ dưỡng, cộng hưởng thêm quỷ lực cho nó càng ngày càng mạnh hơn. Ha, trời, tôi sai rồi. Đảng khó nhọc nhả ra từng chữ bằng chiếc cổ họng đang bị bóp nghẹt. Mày không sai, mày làm rất tốt là đằng khác. Cảm ơn dòng máu tanh bẩn cùng linh hồn bại hoại của mày. Con quỷ nở một nụ cười rộng đến mang tai, ánh mắt long lên chứa đầy sự xảo trá. Thế rồi nó đưa chiếc móng tay dài và sắc như kéo cắt cỏ.
cứ một đường bén ngọt vào cổ họng đảng. Một tia máu nóng phun ra như suối, bắn tung tóe khắp những ngọn cỏ, bụi rậm xung quanh. Đảng mở trừng mắt, không thể kháng cự được tai họa ập ngay xuống đầu. Cơ thể khẽ giật nhẹ, rồi đành để sự sống trôi tuột ra khỏi tầm tay. Con quỷ thả xác của đảng rơi xuống nền đất, rồi cúi xuống hút trọn dòng máu tươi vẫn đang chảy ra. Đúng lúc này, tiếng cành cây khô gãy răng rắc vang lên từ bụi rậm phía sau. Con quỷ quay ngoắt lại, dương gương mặt kinh khủng vương đầy máu tanh về phía đó, kịp thu vào tầm mắt một bóng người đang vội vã quay lưng chạy đi. Con quỷ lại tiếp tục nở nụ cười man dại, rồi thoát cái biến mất trong những bóng cây loang loáng của trảng rừng. Trình lúc này đang vội vã chạy về phía trảng rừng thoáng đãng khi nãy cô tìm hái nấm. Khung cảnh vừa rồi đã khiến Trình sợ hãi tới mức máu đông cứng cả lại. Vậy nhưng cái chân đau khiến cô không thể chạy nhanh được. Khi nãy, lúc cô quay trở lại sau khi hái nấm xong, thì chợt nhìn thấy bóng của đảng đi khuất vào sâu trong rừng, ẩn hiện sau những thân cây. Trình cất tiếng gọi nhưng anh không có phản ứng gì, nên cô ta bèn đi theo. Ngờ đâu khi vừa tìm được tới nơi thì trông thấy một loài sinh vật gớm ghiếc tiến ra từ bóng tối, tiếp cận đảng rồi giết chết anh ta. Trinh nấp sau một thân cây lớn, chứng kiến những giờ phút cuối cùng của đảng, rồi nhân lúc con quỷ đang mãi uống máu của anh ta bèn vội vã rời đi. Thế nhưng sự xuất hiện của cô ta đã bị phát giác. Trinh chợt thấy tóc gáy của mình dựng đứng lên. Một cơn ớn lạnh lan tỏa từ hai vai chạy dọc xuống sống lưng cô. Một bàn tay thâm đen với những móng tay dài ghì vai cô xuống. Kỳ trở về sau cả buổi sáng ngồi câu ngoài suối, chiếc quần vải của anh ta đã ướt quá nữa vì phải lội xuống suối vật cá. Kỳ câu cũng được kha khá, vừa đủ 9 con. Vùng rừng này càng ít người lui tới, nước suối trong vắt, cá dại hơn, chỉ có ít mồi đã bu đặt vào. Kỳ về cùng bà Lụa làm cá nướng cho bữa trưa. Trái với tâm trạng hồ hởi khi mới trở về với chiếc túi đầy cá, Kỳ ngày càng hậm hực bởi vì mãi không thấy bóng dáng của đảng và Trinh đâu. Mẹ kiếp, hai người đó làm cái gì trong rừng thế nhỉ? Kỳ vừa nướng cá, khói bay vào mắt cay xè, bật ra tiếng than vãn. Bà Lụa ngồi đó, khẽ thở dài. Trời đã hửng nắng, bão tan, mưa cũng dứt. Vậy nhưng không thấy bóng dáng của Hùng quay trở lại. Phải chăng anh đã thực sự gặp chuyện không hay? Chắc lát nữa họ sẽ về thôi. Thời tiết đang tốt lên. Có khi ngày mai chúng ta lên đường quay trở về cho sớm. Đề phòng mấy nữa lại bão bùng khó đi. Bà Lụa đáp để xoa dịu Kỳ. Mẹ, chắc dở trò chim chuột với nhau ở chỗ nào đấy rồi. Thấy dàn díu mấy bữa nay là đủ hiểu. Chứ đi hái nấm với đào mấy củ mài, làm sao mà lâu như thế được. Đi đào nhau thì có. Việc còn đang bề bộn cả lên đây, không mau về mà làm lụng đỡ đần đi, lại còn. Kỳ nói ngoan ngoắt, thêm phần hậm hực, đập đập mấy ống kẹp cá mạnh tới mức tàn lửa bắn tung tóe. Sau bữa trưa, hai người nằm chợp mắt một lát, Kiên thì ly bì từ sáng không dậy nổi, nên vẫn nằm yên trong lều. Chiều tới, bà Lụa tiếp tục phơi đống quần áo ướt lên các cành cây, hứng nắng cho khô đi. Tới tận gần cuối buổi chiều, vẫn không thấy đảng và Trinh quay lại. Lúc này, sự hậm hực tức tối của Kỳ dần chuyển sang khó hiểu. Còn bà Lụa thì vô cùng sốt ruột và lo lắng. Cậu thử đi tìm họ xem nào. Nhỡ chẳng may, họ gặp chuyện gì rồi. Bà Lụa nói với Kỳ. Cái gì? Một mình tôi ra suối sáng nay đã vất vả lắm rồi, lại còn phải đi tìm hai con người đó nữa à? Mà kể cả có chuyện gì, một mình tôi cũng chẳng thể xử lý được. Tôi phải trông chừng cậu ca. À, thôi được, giờ thế này. Bà Lụa nói rồi bắt đầu hành động. Bà vớ lấy hũ muối tinh trong hành lý của Hùng để lại, đem ra rắc bên ngoài cửa lều của Kiên đang nằm. Sau đó bà lấy một chiếc dây thần buộc vào cổ chân Kiên đang nằm mê man, rồi buộc chặt vào chiếc cọc lều bên cạnh. Tôi đi cùng cậu một lát, đề phòng như thế để ca không chạy đi lung tung. Mau lên, trời sắp sụp tối rồi. Bà Lụa nói, ánh mắt hướng lên phía mặt trời đang dần lặn xuống phía bên kia bầu trời. Họ mang theo đèn bão, gậy gộc leo xuống khỏi sườn núi một lần nữa, rồi hướng về phía đảng và Trinh từng đi để tìm kiếm. Sáng nay họ đi theo hướng này, và họ cũng định đào mài ngay đây thôi. Có lẽ cũng không đi đâu xa. Bà Lụa chỉ tay,
họ bắt đầu gọi to chữ cái tắt, hú hét để xem có âm thanh nào đáp lại của hai người kia không. Bà lụa còn cẩn thận vạch từng bụi rậm ra để đề phòng không bỏ sót khu vực nào. Vậy nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Đảng và Trinh đâu. Hai người đi xa hơn nữa, bóng chiều đã ngã sang màu cam tím. Bà lụa mệt mỏi thở dốc. Này, có khi họ đã trốn chúng ta, tự đi ra khỏi rừng trước rồi cũng nên. Quay về thôi cô ạ. Kỳ nói với bà lụa. Không thể đâu, Đợ là đứa có lòng. Nó sẽ không bỏ cả đoàn lại vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Vả lại, chúng đâu có mang theo la bàn. Tôi chỉ lo hai đứa đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Một tiếng khóc rất khẽ vang lên ở phía sau lưng bà lụa. Bà quay ngoắt sang các phía để tìm ra căn nguyên của tiếng khóc đó. Này, cậu có vừa nghe thấy gì không? Một ánh sáng mờ nhạt màu xanh lam như lân tinh bay vụt qua mặt Kỳ và bà lụa về phía góc trái của khu rừng. Cả hai vô tình hướng ánh mắt về phía đó. Trong bóng tối có phần nhập nhoạng, Kỳ nhìn thấy thứ gì đó ẩn sau vài lớp thân cây, trông giống như một mái đầu đang cúi xuống. Kìa, đằng kia trông như có ai đó. Kỳ hất mặt ra dấu cho bà lụa. Cả hai quyết định rẽ bụi rậm về hướng đó để đi tìm. Sau khi lách qua những thân cây to dày, cảnh vật trước mặt ngày một phơi bày rõ ràng hơn. Khi chỉ cách khu vực có chục bước chân, Kỳ và bà lụa đã nhìn rõ mồn một thứ ở trước mắt. Bà lụa hét toáng lên rồi ngã ra đất. Kỳ thì sững sờ bụm chặt miệng để nén cơn buồn nôn và sợ hãi dội đến quá đột ngột. Ở dưới một gốc cây lớn, một xác người nửa đứng nửa quỳ, đầu hơi gục xuống, mái tóc xơ xác bay khẽ trong gió. Xác của người đó thâm xì và khô quắt lại như đã chết chừng mấy tuần trời. Dòi bỏ lúc nhúc bò xung quanh, xuất phát từ một vết thương đã thối rữa ở trên chân cô ta. Phần bụng cô ta đã bục cả ra, nội tạng nát bấy không còn rõ hình hài. Có vài con cá đen xì trân nhảy, đầu dẹt, miệng nhỏ và nhọn như vỏ trấu đang khẽ ngoe nguẩy trong đó. Tuy vậy, dựa vào quần áo cái xác đang mặc, có thể đoán được đó chính là Trinh. Ở gốc cây ngay bên cạnh, vết máu đen đẫm ướt vẫn còn vương dọc thân cây. Xác của một người đàn ông được đặt ngồi ở đó. Chiếc cổ của anh ta gần như đứt lìa ra khỏi thân xác, ngoẹo một bên, máu chảy ướt đẫm cả chiếc áo đằng trước. Đôi mắt anh ta vẫn còn mở trừng trừng, có vẻ như đã gặp thứ gì đó kinh hãi lắm. Người ấy không ai khác chính là Đảng. Gương mặt vẫn còn hằn lên nét đau đớn tột cùng. Hai cánh tay anh buông thõng, chân duỗi thẳng, trắng bệch như chẳng còn chút máu nào trong cơ thể. Chẳng nói chẳng rằng, Kỳ quay lưng bỏ chạy bạt mạng ra khỏi khu vực đó. Bà lụa cũng luống cuống chạy theo, miệng không ngừng rên rỉ đau xót. Chuyện gì đã xảy ra khiến họ phải chịu cái chết kinh hoàng tới mức như thế? Trở lại cách đây vài canh giờ, vừa chứng kiến cảnh tượng đáng sợ kia, Trinh kinh hoàng vội quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng có một bàn tay ghì chặt cô lại. Trinh hét toáng lên, đôi chân run rẩy rồi ngã khuỵu xuống. Đứng ngay phía trước mặt cô là đôi bàn chân trắng trẻo nhưng lại nổi đầy những đường gân đen chằng chịt. Trinh ngước mắt lên nhìn, kinh ngạc nhận ra một đứa bé trai độ tầm 11, 12 tuổi đang đứng trước mặt mình. Vậy nhưng ánh mắt trìu mến bệnh hoạn của nó nhìn chòng chọc về phía cô lại làm cô gai người. Trinh cảm thấy sâu trong ánh mắt của nó là vực thẳm hun hút không lối thoát, lạnh lẽo và tỏa ra đầy tử khí. Khóe miệng của nó vẫn loang lổ máu nhe nhoét sang hai má. Bộ dạng ấy làm cô sợ hãi không dám đứng dậy đi tiếp, liên tục lần bò bằng hai tay lùi lại phía sau. Sao thế? Vừa lén dòm ngó bữa ăn của tao, giờ lại chạy bán sống bán chết thế. Gặp mặt trực tiếp chẳng tốt hơn sao, phải không? Cậu bé trai cười khẩy, giọng nó toát ra lạnh băng và khàn đục, như thể xuất phát từ cổ họng của kẻ nào đó khác. Thằng bé bắt đầu dương khóe miệng cong lên, thế rồi nụ cười của nó rộng ngoác ra tới tận thái dương. Những chiếc răng nhọn hoắt chỉ lởm chởm ra ngoài, trong mắt lan thành màu đen như ngấm mực. Rất nhanh chóng, nó biến đổi thành hình hài khủng khiếp khi nãy Trinh nhìn thấy. Cơ thể gầy gò của một thằng bé bất chợt nứt gãy ra kêu răng rắc. Tay chân thủng dài ra trở nên dài ngoẵng, thoáng chốc đã cao thêm tới vài tấc. Mày là thứ quái gì vậy?
Trinh nói, giọng run rẩy, lồm cồm lùi lại phía sau tìm đường thoát thân, nhưng rất nhanh chóng đã bị con quỷ dồn vào dưới chân một gốc cây cổ thụ lớn. Trinh chắp đôi bàn tay lên trước mặt, vừa khóc vừa van xin. Xin, hãy tha cho tôi, tha cho tôi không muốn chết. Tôi sẽ giữ kín chuyện ngày hôm nay, không dám hé răng nửa lời cho tới khi chết. Xin ngài, xin ngài, xin ngài. Mày van xin cái gì? Tao sắp giải thoát cho mày. Rồi đây, chẳng phải thứ buồn ngại đó đang phá hủy cơ thể, và mày chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa, phải không, Trinh? À không, phải gọi mày là Hậu mới phải chứ. Con quỷ ghé sát vào tai của Trinh mà thì thào, cảm nhận sự kinh hoàng đang dâng trào đến tột đỉnh của ả ta. Trinh kinh hoàng trợn ngược mắt lên lắp bắp. Cái gì? Bằng một động tác nhanh gọn dứt khoát, con quỷ thọc cánh tay dài ngoằng thẳng xuống dưới, chọc một ngón tay sắc nhọn vào vết thương của Trinh. Tiếng kêu đau đớn thấu trời của cô ta vang vọng trong rừng, khiến bầy chim ở gần đó tú ra, đập cánh bay tán loạn. Con quỷ giơ ngón tay lên, móc ra từ chính miệng vết thương của Trinh ra một con cá nhỏ, bằng hai đốt ngón tay người, bóng nhảy, đen thẫm, nhấp nháp đầy mùi tanh bẩn vẫn còn đang ngoe nguẩy. Bằng một động tác nhanh gọn dứt khoát, con quỷ đưa cánh tay dài ngoằng xuống dưới, chọc thẳng một ngón tay sắc nhọn vào vết thương của Trinh. Tiếng kêu đau đớn thấu trời của cô ta vang vọng trong rừng, khiến bầy chim ở gần đó cũng vội đập cánh bay đi. Tao đã nghe những lời lừa lọc trí trá của mày dành cho gã đàn ông dung tục kia. Đầu óc của lũ ngược chúng mày thật tầm thường và dơ bẩn. Cái gì mà bị ruồng bỏ, cái gì mà cứ mang người tình, mày đang bị ngải phản lại, phải không? Nếu không tìm cách chữa trị, mày sẽ phải chết trong đầu đường. Vậy nên tao giúp mày giải thoát sớm hơn nha. Không, không, làm ơn tha cho tôi. Cơ vơi. Trinh lắc đầu quầy quậy, cơ thể cô ta đang rung lên bần bật, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm hai bên má. Vết thương ở chân của cô ta vẫn tiếp tục rỉ máu đen ròng ròng. Trong những giờ phút gần như cuối cùng của cuộc đời, một vài hình ảnh xẹt qua đầu của Trinh. Gương mặt của người đàn ông cô ta yêu đến mức ám ảnh, hình ảnh anh ta sánh bước bên vợ con trên con đường làng, lần gặp cuối cùng với thứ thuốc bột bỏ vào bên trong cốc nước phối, những đêm trắng nuôi ngại, máu nhỏ thành từng giọt trên gương mặt của anh ta trong bức vách. Rồi tới ngày ngải được gỡ ra khỏi cơ thể của anh ta, cũng là lúc cô phải chịu hậu quả bị ngải quật lại. Những cơn đau thấu buốt tận xương tủy vào mỗi đêm, những vết thương lở loét, rỉ máu đen thẫm, cảm giác như có hàng chục con trạch đang luồn lách, cắn xé cơ thể mình từ bên trong. Nỗi hối hận lại dâng lên trong lòng Trinh. Nếu như cô đã mù quáng đến thế, con quỷ đã nói đúng. Nó đã biết được sự thật đen tối cô che giấu suốt bao lâu nay. Cô không phải một người vợ đơn thuần lương thiện, cũng không phải có người chồng hờ cần được chữa trị bệnh nan y như cô ta đã đem kể lể với đảng. Cô ta đã lỡ cặp kè với một người thương nhân giàu có tới xã cô ta buôn bán. Mãi sau này ả mới biết anh ta đã có vợ. Khi kết thúc công việc ở đó, người đàn ông tệ bạc ấy đã biến mất. Anh ta trở về với gia đình. Điều này khiến Trinh sụp đổ và không chấp nhận được sự thật. Cô ta trở nên điên cuồng, tìm kiếm người đàn ông đó và dùng mọi cách mong kéo anh ta trở lại bên mình. Không níu kéo được, Trinh đem lòng thù hận, muốn phá hủy cuộc đời của người tình cũ. Ả tìm mọi cách để thỉnh được thứ ngải Ba Lạch Pông của một bà mo người dân tộc. Trinh đem yểm lên người tình để anh ta sống không bằng chết. Thế nhưng giờ đây chính thứ ngải đó đang bào mòn cơ thể và sự sống của cô ta. Trinh cũng đã quay trở lại tìm bà mo để xin bà ta giải đi phản ứng ngược của thứ ngải độc địa này. Nhưng bà ta cũng bất lực. Ngải tà một khi đã luyện ra, bắt buộc phải giết được một mạng người, không có cách nào tiêu trừ. Nếu bà ta mạnh tay tróc ngải ra khỏi cơ thể của cô, thì chính bà ta cũng phải nhận cái kết bi đát.
Tuy vậy, bà ta có đưa cho cô một loại dung dược để giảm bớt và làm chậm tốc độ phá hủy cơ thể của ngải Ba Lạch Bông. Đồng thời, mách cô ta tìm về núi ngoạn này để săn thứ ngải trường sinh, có thể chữa trị bách bệnh đang nổi như cồn thời gian gần đây. Có lẽ đó chính là lối thoát duy nhất của cô ta. Vì vậy nên Trinh đã đi vay mượn một số tiền lớn để theo đoàn tiến vào rừng tìm ngải. Cầu mong ngải trường sinh có thể tiêu trừ đi tác hại của Ba Lạch Bông. Chú thích: Ba Lạch Bông là loại bùa dùng cá trạch trấu để giết người. Loại cá này thường sống ở vùng nước chảy xiết. Người làm bùa bắt cá nuôi trong chum, mỗi ngày cho nó ăn cây lá hang và thì thầm một bài chú cổ. Người dính bùa sẽ bị con cá chui vào bụng một cách thần kỳ, nhả lá hanh độc vào dạ dày và bị cá cắn phá nát nội tạng cho đến chết. Và đó là hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Chỗ trong tập ngày hôm nay sốc thực sự nha các bạn, có quá nhiều sự việc kinh hoàng xảy ra và có quá nhiều sự thật phơi bày. Không, tại vì ban đầu á thì Bắp thấy bà Trinh với ông Đảng thì cứ hay đi gần nhau rồi nói chuyện rồi cười khúc khúc khích, thì cũng nghi là hai người có tình ý với nhau. Nhưng mà ban đầu thì Bắp vẫn cứ nghĩ như là tất cả mọi người đều rất là trong sáng và lương thiện và đi tới cái khu rừng này với mục đích mà họ đã nói là họ làm ra như vậy đó bạn, các bạn, là họ nói như thế nào là Bắp tin hết. Nhưng mà ai mà ngờ đâu, trong tập ngày hôm nay thì cái sự việc mà hai người tỏ tình nhau được các thứ, ông Đảng và bà Trinh đó, thì cũng không có nghĩa là cái con quỷ, cho tới khi mà con quỷ nó hiện ra, trời ơi, thì mình mới biết sự thật kinh hoàng là Đảng đã làm ra những cái chuyện mà trời không dung đất không tha, thành ra là bị quả báo là đáng đời thôi. Làm ra cái chuyện gian ác độc ác như vậy, thực sự là người ta nói là gì, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, phải không? Phải câu đó không ta? Thì đại khái là ban đầu ông Đảng xuất hiện thì ông cũng giúp đỡ mọi người thế này thế kia, rồi cũng tỏ ra là người chính trực. Mà mấy cái người như vậy hả, mà làm ra việc ác thì người ta lại càng không tin chứ, đúng không? Trời ơi, quá là kinh khủng luôn các bạn ơi. Nhưng mà những gì mà người làm ác thì thế nào ông trời cũng biết, và ông trời cũng sẽ trừng trị mà thôi. Và trong câu chuyện này thì trời chưa kịp trừng trị nữa thì quỷ đã trừng trị thay rồi các bạn à. Thì con quỷ nó sống nhờ vào những cái năng lượng xấu xa, những điều tâm tối, những điều xấu xa mà loài người đã làm. Và ông Đảng ổng làm điều xấu bao nhiêu thì sức mạnh của con quỷ khi mà ăn linh hồn cũng như là con người của ông Đảng thì nó sẽ càng mạnh bấy nhiêu. Thì ra là Đảng ác ôm xấu xa tới mức độ như vậy và chết như vậy là đáng. Còn quay trở về với Trinh, trời ơi bà cũng có hiền à. Ủa sao lại gọi là hậu ta, không biết là sau có câu chuyện nào cho mình nghe rõ hơn về Trinh nữa hay không, hay câu chuyện của Trinh tới đây thì là hết. Tại vì con quỷ nó nói với Trinh á là hậu hay gọi là hậu, thì câu chuyện của Trinh thì vẫn chưa biết như thế nào. Nhưng mà mình thấy trước mặt là Trinh quen với một người mà người ta đã có vợ rồi, thì ban đầu không biết nhưng sau biết thì cay cú quá, thành ra là chơi ngải cái người tình của Trinh luôn. Rồi khi mà chơi ngải người ta không thành, là người ta, cái bên người bên kia người ta đi gỡ được, thì cái ngải đó lại quật vào người của Trinh và khiến cho Trinh đau đớn, và Trinh phải tìm tới núi ngoạn để tìm một cái bài thuốc chữa trị cho mình. Mà ai ngờ đâu lại bị quỷ nó hại và nó giết chết ở trong rừng. Thì cũng là một con người tà ác đã sử dụng tới những cái loại ngải để đi hại người khác. Nói chung là người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, đúng không? Tại vì ban đầu là Trinh không biết là người ta có vợ có con, sau mới biết. Nè, tác giả có ghi là mãi sau này ả mới biết anh ta đã có vợ. Và khi kết thúc công việc thì người đàn ông tệ bạc ấy đã biến mất và quay trở về với gia đình, thì sau này Trinh mới biết. Nhưng mà khi mà biết rồi thì vẫn không có nhận ra sự thật để mà xa cái người đàn ông kia mà đã sử dụng ngải, kiểu như là kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người đã tổn thương mình đó các bạn. Hay nói chung là cũng là một cái số khổ đi ha. Nhưng mà làm gì thì làm, đụng tới ngải là thế nào cũng bị quật thôi. Nhưng mà câu chuyện Trinh bị qua ra nghe, khó tin quá. Mới nào Bắp nghe cũng không tin được là có người nhu nhược như vậy. Bắp kể cái chuyện gì mà hả, người chồng thương rồi yêu xa, rồi sau đó là phát hiện ra là người chồng đó đi lấy vợ xong rồi một thời gian quay trở lại rồi nói là bị vợ bỏ, năn nỉ bà lấy, cái bà cũng chịu lấy, bà lấy xong rồi giờ chồng bị bệnh cái phải đi chữa trị cho chồng. Ủa nghe nó khó tin quá. Cái câu chuyện là đề cao cái sự cao cả, sự bao dung về tình yêu vĩ đại mà Trinh dành cho người khác, nhưng mà nó xạo quá. Xạo không tin được luôn á các bạn. Hay, nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ ra như vậy, thì bắt đầu Bắp có một nghi vấn. Những người còn lại thì sao? Hai người là Trinh và Đảng mình tưởng đâu là bình thường nhất, nhưng lại có những cái quá khứ đen tối tâm tối nhất. Thì không biết Kỳ nè, Ba Lụa nè, Hùng nè,
Thái thì mất rồi thì chắc là cũng không biết là Thái đã làm gì trong quá khứ, thì chắc là do Thái phạm phải những cái điều cấm kỵ thôi, bác nghĩ là như vậy. Nhưng không biết là Kỳ, bà Lụa và Hùng thì như thế nào. Nhưng mà thấy Hùng đã đi rừng bao lâu nay rồi, đâu có bị cái gì đâu, nếu mà bị là đã bị trước đó rồi đúng không? Hiện tại thì cái sự mất tích của Hùng á, bác lại nghĩ là may mắn á. Không biết như thế nào nhưng mà bác nghĩ là nếu mà ở lại là Sukana rồi, dính chùm rồi. Mà không biết bây giờ là Hùng bị như thế nào. Khi mà Hùng mất tích là bác lại nói rồi. Cái người dẫn đường cho mình mà mất tích thì không biết đường nào mà đi. Nhưng mà bà Lụa rất là kiểu như là gừng càng dài càng cay đó, là người hả lớn tuổi và rất là điềm đạm và có biết suy tính đó. Thì chỉ cần tìm la bàn và men theo những cái hướng của la bàn, cho dù không có người chỉ đường nhưng mà vẫn còn la bàn, vẫn còn cách để mình có thể đi ra khỏi rừng thì cũng đỡ lo. Nhưng mà lo là lo về phần Hùng nè. Ít ra thì Hùng cũng là người có kinh nghiệm, cho nên không có la bàn thì chắc là cũng ổn, nhờ vào cái kỹ năng sinh tồn trong rừng. Mà bác nghĩ là Hùng chắc cũng là một người tốt đó, tại vì cũng là do mưu sinh nè, kém kế sinh nhai để dẫn người đi vào bên trong rừng thôi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào mỗi thứ 3, 5, 7 hàng tuần với câu chuyện Rừng Than Khóc của tác giả Thục Linh nha. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bác. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.